Công an xác minh đoàn xe Jeep diễu hành rước dâu ở Thái Nguyên. Công an Thái Nguyên đang xác minh một đám cưới tổ chức có sự xuất hiện của hơn 20 xe Jeep tham gia rước dâu. Chiều ngày 16 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang xác minh về đoàn xe Jeep tham gia rước dâu ở thành phố Thái Nguyên. Theo đó, trong 2 ngày, 11 đến ngày 12 tháng 3, một đám cưới tổ chức ở thành phố Thái Nguyên có sự xuất hiện của hơn 20 xe Jeep tham gia rước dâu. Đi đầu đoàn xe là chiếc Jeep Mui Trần, sơn màu hồng, trang trí hoa. Đoàn xe này diễu hành trên các tuyến phố trước khi chở cô dâu, chú rể đến nơi tổ chức lễ cưới. Chỉ huy Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện một số xe hết hạn đăng kiểm. Đơn vị đang tiếp tục xác minh những ô tô còn lại. Theo Nghị định 100 quy định, người điều khiển ô tô, kể cả xe rơ móc và sơ mi rơ móc, có giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện quá hạn dưới 1 tháng, sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng, quá hạn trên 1 tháng bị phạt 4-6 triệu đồng. Người điều khiển phương tiện quá hạn đăng kiểm cũng sẽ phải chịu mức phạt bổ sung là tước bằng lái 1-3 tháng. Chủ phương tiện biết hết hạn kiểm định nhưng vẫn giao xe cho người khác hoặc sử dụng tham gia giao thông sẽ bị xử phạt như sau. Nếu chủ xe là cá nhân, quá hạn đăng kiểm dưới 1 tháng mức phạt 4-6 triệu đồng và trên 1 tháng mức phạt 6-8 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức, trường hợp phương tiện quá hạn đăng kiểm dưới 1 tháng, mức phạt 8-12 triệu đồng và trên 1 tháng mức phạt 12-16 triệu đồng. Những giấy tờ cần mang đi khi đi đăng kiểm lại gồm bản chính đăng ký xe, bản chính giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước.